Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem phim. Vâng, đây diện nhá. Anh yêu cầu của anh bên em là tháo nội thất ra cái đôi loa JBL K82 của anh đây ạ. Từ kép bên này anh này. Cả chép cũng từ kép luôn anh nhá. Đây ạ. Đây, trong bông tri âm đầy đủ hết đây này. Đây, theo yêu cầu của anh, bên em đã mở ra. Đây, từ kép anh nhé. Rất là to. Đây, đợi em chút xíu. Đây, phía sau từ anh nhé. Từ nó phải mười mấy đấy ạ. Còn đặc biệt đây là dâu bạc anh nhá, độ nhạy tín hiệu rất cao. Đây ạ. Đấy, anh yên tâm về chất lượng sản phẩm bên em tung ra thị trường, cũng như anh cũng vậy. Vâng, sau đây em sẽ ráp lại để thử một đoạn remix của xe yêu cầu của anh. Gia Lai. Vâng, em test cái đoạn nhạc remix cho anh với một đôi loa JBL KI82 anh đã chọn lựa đây ạ. Vâng, chất lượng cực kỳ đẳng cấp anh nhé. Bass cực sâu luôn ạ. Vâng, chép rất là thánh thót. Vâng, giải lời cực kỳ là tách bạch, nghe rất là dễ chịu. Đây, em test trực tiếp cho anh đây ạ. Cho to lên tí nhé. Cái tấm ai của anh đã chọn được của bên em đây. Em đang test trực tiếp rất là cẩn thận trước khi gửi cho anh. Cái giải âm của đôi loa JBL K82 Bass 50 này giải âm cực rộng này anh em ạ. Giải âm cực rộng nghe nó rất là dễ chịu. Không cần chậm luôn anh nhé, không cần chậm.